chuyện một mình thôi, chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi. Vào chuyến từ khi khoáng bờ vai một mình, áo xa đường khuya, bồi hồi người trai hương nẻo đêm sâu sâu tình yêu đầu. Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân ai, niềm thương mến đó bây giờ và nghìn đời, dù gió mưa dạt dào còn đẹp như khi quen. Tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gắm được một nụ hoa nở về đêm. Tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gắm được một nụ hoa nở về.
nhau trong cuộc đời. Ngập ngừng thật lâu khi em chọn áo tím, xưa anh nói anh yêu. Em xin mẹ ra phố, mẹ vui cười khẽ nói, con gái mẹ thật là xinh. Chị ơi, chị ơi, chị, em về đấy phải không? Chị ơi. Chị ơi. Từ ngày tai nạn xảy ra, 4 năm trôi qua rồi, anh nhớ em nhiều lắm. Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em, cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời cho tình yêu xui ngăn cách, mấy ai khóc rơi lệ sầu. Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương, em ra đi về bên kia cõi đời, sẽ tan lăn buồn trong lòng phố vắng, khóc em âm thầm. Gió oan than khóc duyên ban đầu, đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình, đây không em vườn hoa buồn sơ sáng nghĩa trang. Xin được cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và hôm nay thì Hồng Bạch Trung thấy là Mai Trần Lâm có lẽ là dạng hơn xíu rồi, chịu diễn hơn rồi đó. Là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Dạ, con mời cô Phương Dung. Năm 1966, giám đốc công ty Năng Tan, đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, đã bật đèn xanh cho nhạc sĩ Mạnh Phát để viết bài Dấu Chân Kỷ Niệm với một cái tên khác, đó là Thúc Đăng, để đưa bài hát này cho cô Thanh Tuyền thâu dĩa. Hôm nay cô thấy lại một thế hệ tiếp nối, đó là Kim Chi. Hai đứa tụi con xứng đôi là một, hát hay là hai, rõ lời là ba, có hồn là bốn, đã tạo nên một bài hát cho
cho tất cả những người có mặt ở đây rất hài lòng và thích thú. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Ở bài này hai đứa ngọt, đúng bolero và thực sự cái tiết mục này tăng thêm cảm xúc là nhờ ban nhạc đánh bài này quá hay. Hai đứa có tiến bộ vì anh đặt cái hoàn cảnh và đặt cái câu chuyện vào khuôn sẵn rồi để cho hai bạn chỉ biết đi tới đi lui và hát. Nhưng về mai mốt xem lại nha, hai đứa hát có ngọt đó, nhưng để mà diễn xuất thì mình cần phải học hỏi thêm, vì nó vẫn hơi nhạt một tí. Thí dụ như cái bé Chi lúc mà đi ra thì hai bạn giống như ôm nhau mà ôm hụt chẳng hạn như thế, hay là sẽ gặp nhau mà và mơ về nhau, nói về nhau, chia sẻ với nhau, mặc dù là không đụng vào nhau được. Mà hôm nay đây là một cái mở đầu khác, một bước tiến khác. Ngoài cách hát ra, người ta vẫn thấy Mai Trần Lam và Kim Chi có một chút xíu gì đó tiến bộ về diễn xuất. Rồi, chúc mừng hai. Cảm ơn anh ạ. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo. Và bây giờ thì đến cái phần quan trọng nhất của hai bạn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố điểm. Không biết linh cảm hay không mà tôi thấy tôi thích, rất thích cái cảnh trí đó, ngôi mộ đó, cỏ lau đó, rồi tà áo sắp xếp trắng đó. Dạ, tà áo trắng đó. Tà áo trắng màu tình yêu chết, chuyện chúng mình trả hết cho nhau. 9,5 điểm từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm của giám khảo chị Tư Cẩm Ly. Hôm nay thì thật sự là thấy sự tiến bộ ở hai đứa rất là nhiều luôn á. Rất là thích. Và chị một lần nữa, chị lại khuyên không phải trong cuộc thi này mà em nên cởi mở mình hơn nữa. Dạ, trong câu hát và trong cả cái tính cách của mình nữa nha. Em sẽ cố gắng. Em gửi chị gửi cho Kim Chi và Mai Trần Lâm 9,5. Xin được cảm ơn hai vị giám khảo rất nhiều. Anh Lâm, anh đi lên thành phố học, cứ học cho tốt và giữ gìn sức khỏe nha anh. Đây là món quà kỷ vật mà em tặng anh. Anh nhớ giữ lấy nó và đừng quên trụng chúng mình nhé. Em giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ sớm về thăm em. Đi đây. Anh đi nhé. Bye.
đêm đây có phải số của anh Lâm không ạ? Phải, hiện tại bây giờ anh Lâm đang bận. Có việc gì cô cứ nói với tôi là bạn gái của anh ấy. Tôi lầm số, tôi xin lỗi cô. Sao em lại cầm điện thoại của anh? Đưa đây. Sao cái gì? Cô ấy là ai? Tại sao anh lại lên cô ấy là người yêu của anh hả? Không, cái này... Không cái gì? Tôi không ngờ anh là loại người như vậy. Tạm biệt anh. Em... Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đôi ong mắt bươm bên góc cạnh bờ ao, tình yêu lắng sâu đã in vào cõi nhớ. Tình anh cho
trái quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào. Rơi trên dòng suối biển khơi. Chẳng sao từng câu nói yêu thương ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu đã ngủ yên trong cõi thâm sâu. Ngày anh đi tôi nhuộm nước mắt thế lương sâu bi. Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu cùng người đàn tay đếm sao đêm. Hẹn trăm năm ta cùng kết tóc xe duyên mộng vàng. Những đêm nay gọi tên anh tìm nghe giá buồn. Mới hay mình vẫn yêu người. Ngày xa nhau càng xa mãi mãi. Em buồn nhìn nơi phương xa, sợ năm tháng duyên kia nhạt nhòa. Tôi vẫn nhớ anh hay một mình, thường làm thơ nên thích suy tư. Thường đóng trang sao dệt muốn lối em đi chiều nào. Tôi vẫn biết xa nhau là chuyện tình yêu vô cánh bay cao. Để xin tôi âm thầm chuộc lấy đau thương mỏi mòn. Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi. Kỷ niệm ơi anh đã quên tôi. Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Ngàn năm sau tôi còn giữ trên môi nụ cười. Xin được cảm ơn hai bạn rất nhiều. Vừa rồi chúng ta cùng đến với một bài hát rất sôi động, Tôi Vẫn Nhớ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Ở đây có hai người ở đây chuẩn bị rất kỹ cho cái vòng này. Thứ nhất là Hồ Việt Trung, thứ hai là ông bạn tôi, ông Đàm Vĩnh Hưng. Cho mượn ra ngoài chút xíu, đứng với bạn Trung xíu. Tôi là chỉ có làm theo lời vui thôi đó nha. Okay. Ông cái này thị phạm. Cái đoạn đầu là ban nhạc đánh techno á, nên Du nhảy theo kiểu của Du, Trung nhảy kiểu của Trung thì là thị phạm đó. Đừng nhảy đâu. Ở dưới này đúng không? Ô. Go. 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 Đó. Đó đơn giản vậy thôi. Đã nhẹ nhàng nhảy luôn, đi lại giống nhảy coi. Đi lại y chang hơn coi, đi lại coi. Trời ơi. Quá dữ. Trời ơi. Đúng rồi.
Go. Đó, đó vậy, vậy đó. Đó. À, go. Đó. Đó. Thấy không? Nếu mình làm cái này giỏi rồi, cái mình làm thêm nữa trước khi câu vô câu hát đó mình làm. Đó. Đó. Bạn Hưng làm rồi thì tới với Hồ Việt Trung cũng làm như bạn Hải nữa. Rồi đang sao đi? Vô nhạc luôn. Vô, ơi. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, rồi. Sao mà cái bài này á, có cảm giác như nó hơi thấp vậy? Nó tại vì giọng của Chi, giọng của con hát mấy cái nhạc này cô Thanh biết chắc là nó sẽ rất là mùi, mà nãy khi cân cất lên thấy nó thấp thấp quá thì nó kéo theo ảnh hưởng Lâm ở cái bài thứ hai á. Không, vì hai bạn này chọn bài á, khi chọn bài nó thấy là rất là khó chia song ca, như song ca nam nữ. Vừa nói bay có ai hát song ca nam nữ bao giờ đâu, rất là khó. Thì chọn cái tông này đã hơi thấp cho Lâm, nhưng mà cái vòng này anh thật ra nói á, cái vòng này là cái vòng không có loại, và ban tổ chức muốn đưa ra một cái vòng là khiêu vũ với lại đổi tiết tấu cho các bạn. Nên sẽ có những bạn không thể nào đúng sở trường được. Còn nói về cái thứ hai nữa là Lâm rất là hiền, mà chị đã nói ở những vòng đầu là nếu mà em đi theo ngày này bắt buộc em phải thay đổi, em không thể thụ động một chỗ được, và nhiều khi không phải cần mình phải nhảy theo điệu đâu. Cái anh Hưng nhảy có nghĩa là sao? Cái tiết tấu trong con người của mình khi cái bài nhạc tự nhiên cái đó là không có tập, cái tiết tấu nó ra. Và khi mà em giải phóng cái hình thể, em có những cái nhún nhảy như vậy, tự nhiên cái tinh thần á, cái bài trong cái bài hát của mình nó sẽ thoát ra cái giọng của em, cái giọng em nó cũng tươi như cái bài hát và cái tiết tấu như thế. Thì chị khuyên em một lần nữa là em nên thay đổi mình tí xíu. Theo năm tháng hoài mong thư gửi đi mấy lần, đợi hồi ấm chưa thấy. Em mới nhớ rằng đây còn có anh đêm ngày, hằng thương nhớ vơi đầy. Ngày đi người đã hứa toàn những lời chan chứa, còn hơn gió hơn mưa. Mỗi tuần một lần kể nghe chuyện sướng gió, kể nghe niềm ước mơ. Những nay vắng hồi thư, thế là em hững hờ, hoặc là em không nhớ. Anh đâu khác người xưa, ngày lẫn đêm mong chờ tình yêu nói sao vừa. Từ lâu đánh xa vắng, đời trăm ngàn cay đắng, hỏi em có hay không. Chỉ cần một hồi ấm là anh mừng vui lắm, cớ sao em phụ lòng. Ngày xưa em còn nhớ nàng thô thì bỗng còn ngóng trông, thời gian đã hoài công, người thành đã ngàn kiếp yêu thương chồng. Ngày nay em nào thấy lòng chân thành của tình thế nhân, tìm đâu trong tình yêu được bên lâu để kiếm sau không sầu. Mơ ước làm sao cho tròn mối duyên đầu, đẹp lòng em yêu dấu.
xưa chức nữ chàng ngưu từng đắng cay dài dầu chờ ô thước băng cầu. Còn em từ xa cách làm anh hơn anh trách, hỏi em có hay không. Mọi món đời hồi âm thêm hóa đành lẻ bóng, nhớ thương ai ngầm nào. Đến với cơ hội cuối cùng, mình sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ để có thể chinh phục được khán giả và ban giám khảo. Thấm ướt chiếc áo xanh và đẫm ướt mái tóc em. Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa, chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần, sợ bên lâm gót chân, sợ bên gió buốt trái tim. Nếu tôi đừng đưa em thì chắc đôi mình không quen, từng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi con thuyền giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn sắc phao vương gót chân ngày xa xưa, sợ lắm trong buồn khi mưa, nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa. Trong buồn khi mưa, nàng đã
một lối về, quên cả người trong gió mưa. Hùng gửi thăm thôi, nhằm ngày thì sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi, thư này thay câu nói. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung đôi, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, bốn niên món nợ không vay chữ cha cho thầy, mười năm hao giấy viết mòn bàn tay. Hôm qua dạo phố găm huyền, bên chồng vòng tay âu yếm, thấy mình đang vờ chẳng quen. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn buồn đâu phải gió tôi, nỡ sao người ơi. Đường phố mưa bay bay trắng đầu, cạn chén ly môi chưa hết sâu. Ở vòng chung kết 3 thì Trần Lâm và Minh Ngọc lựa chọn bài hát Liên Khúc Thói Đời và Trong Tầm Mắt Đời để dự thi. Điểm thuận lợi giữa mình và anh Lâm trong cái liên khúc này á là hai anh em có thể hòa giọng được với nhau. Đây là tiết mục duy nhất trong cuộc thi này là song ca giữa nam và nam. Trần Lâm cũng cảm thấy rất là thú vị khi được song ca với bạn Ngọc. Điều mà không thuận lợi cho lắm là hai anh em còn rụt rè trong phần diễn xuất. Và Trần Lâm nghĩ rằng cũng khá là dễ nhập tâm với bài hát vì nội dung bài hát cũng gần với cuộc sống hiện tại. Họ là hai người đang cùng nhau kể một câu chuyện. Họ không cần phải nhập tâm vào nhân vật ở trong bài hát mà đơn giản là những người đang kể chuyện. Các bạn nên chủ động để diễn trên sân khấu, nó có một cái gì đó để cho người ta cảm nhận cái sự chuyên nghiệp của mình, cái sự tự tin của mình. Trần Lâm hy vọng rằng mình sẽ cố gắng và mình sẽ làm được, cũng như là đón được sự yêu mến của khán giả qua cái bài hát này. Phải là người trong thói đời, gửi ra nước mắt xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, xưa giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dẫn cuộc đời. Mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi tay khi rũ cơn mê, để chua xót trên lối về. Diệu trần ái vội niềm cay chốc xa vung lầy nhân thế, có ưu tư muộn phiền nên xa mồm. Bạn quên ta, tình cũng quên ta,
nên trong đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa người lên trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Khi tôi muốn bỏ đi thật xa, bản thân ngoảnh ngơ như người xa lạ, người mình bao năm chăn gối bây giờ còn dối gian nhau, mấy ai trong đời hiểu thấu. Tiền khổ cháy túi có ai hiểu ta, nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà, đọa đầy trong cơn men đắng, ôi đời còn lắm phong ba, biết bao ước vọng trôi qua. Còn nhớ bao năm qua rồi, đời vui tuổi đó dòng trời, chưa yêu đương chưa lần thương nhớ một người, bây giờ tình đến với tôi như mây hững hờ mây trôi. Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu, là khi biết đau biết khổ trăm chiều, người đời điều hoa gian dối, ưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ thôi. Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu, là khi biết đau biết khổ trăm chiều, người đời điều hoa gian dối, ưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ thôi. Người đời điều hoa gian dối, ưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ thôi. Cảm ơn Mai Trần Lâm và Dương Minh Ngọc với một cái liên khúc rất là tuyệt vời vừa rồi. Ba vòng là hôm nay là chị thấy cái màn này là với hai em là chị hài lòng mà chị rất là vui. Mà thấy cái sự cố gắng của hai em ngày hôm qua với hôm nay nó khác lạ hoàn toàn, làm cho chị giống như là nãy giờ không có kèm lòng là chị khóc rồi đó. Chị cảm ơn hai em đã làm một cái bài này cho chị hài lòng. Cảm ơn rất nhiều. Thế là chị có gì là chị nói à. Còn chị đứng là chị nhảy, tôi tưởng nó cứ ôm tính ôm ngủ rồi đó. Bậy bạ. Nghe như cứ ôm này mình lên. Về Minh Ngọc, cái bài đầu tiên em hát với một phong cách khá là sang. Cái hơi của em những câu cuối anh muốn nó ngân dài xíu nữa thôi. Bước qua bài thứ hai thì em lại làm chủ hoàn toàn. Làm chủ rất nhiều. Gần như cái bài hát đó nó dành luôn cả một đất riêng cho em vậy đó.
em hát rất sáng và tất cả cao độ em đều ổn hết. Về Mai Trần Lâm, với cái bài hát Trong Tầm Mắt Đời là bài gần như là kinh điển, anh nghĩ nó không có đủ sức để làm khó Mai Trần Lâm một chút nào hết. Nhưng Mai Trần Lâm lại để cho Minh Ngọc ngày hôm nay áp đảo hơn một chút xíu với bài hát này. Đó là theo anh nhận xét và cái rất là khách quan của anh. Anh tiếc một điều nữa là nếu như tụi em tập được bè cho nhau chỉ cần 2-3 câu cuối thôi là sẽ mang một cảm giác rất là lạ, thích thú và khán giả và người nghe cũng thấy kinh ngạc hơn nhiều. Mai Trần Lâm thì lúc nào chị Lan cũng có một cái cảm tưởng là giọng hát rất là dày, ấm áp, đặc biệt là hai bài hát này thì nhất định là phù hợp cho giọng hát của Mai Trần Lâm lắm. Trong một bài song ca thì không phải là cứ thi nhau khoe giọng hát to hay hát khỏe, đôi khi cái sự nhún nhường một chút lại là một cách để tự tôn mình lên. Phần sau rõ ràng là do Ngọc hát rất là khỏe, cái kiểu giọng Lâm thì nó mềm mại, nó mượt mà hơn, thì nó dễ cho cảm tưởng là Lâm có vẻ hơi lép vế một tí so với Ngọc. Nhưng tính ở trong song ca nó cần cái đó, tức là phải biết làm sao mà cái phần song ca nó vẫn là mềm mại, nó không bị biến thành cái phần của hai người đàn ông cãi nhau ở trên sân khấu. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái đấy là cái điều mà Lâm làm tốt. Chị Thị Nhung có muốn nói gì thêm không? Nãy giờ thấy dễ thương, giống như là cảm giác cho hai người đàn ông tâm sự với nhau. Một người không có tiền, người bị bồ bỏ thì kệ nó làm sao cũng được. Hai người đàn ông tâm sự như vậy mà hai em nhìn mặt rất là non mà diễn như vậy. Chị nãy giờ chị cứ nói chị đứt ruột đó phải không em? Dạ đúng rồi, chị thấy dễ thương vô cùng luôn. Chị nói thật luôn, quá dễ thương luôn. Và chúng ta sẽ cùng đến với số điểm mà ban giám khảo đã dành cho hai thí sinh. Thưa quý vị, và đây là số điểm ban giám khảo dành cho hai thí sinh. Nhà báo Minh Đức dành cho thí sinh Dương Minh Ngọc với số điểm 9,5. Và số điểm giám khảo ca sĩ Lan dành cho Dương Minh Ngọc 9,5. Và ca sĩ Phi Nhung, số điểm mà chị đã dành cho Dương Minh Ngọc 10 điểm thưa quý vị. Và một lòng ưu ái tương đương mà nhà báo Minh Đức đã dành cho thí sinh Mai Trần Lâm 9,5. Lòng ưu ái tương tự cũng dành cho Mai Trần Lâm với số điểm 9,5 từ nữ ca sĩ Ý Lan. Một số điểm tương tự từ ca sĩ Vi Nhung cũng dành cho Mai Trần Lâm 10 điểm. Thực sự ngay lúc này đây quý mình rất muốn được anh Đồng Vĩnh Hưng tiết lộ số điểm của mình dành cho hai thí sinh, nhưng mà điều đó không thể nào được phải không anh? Một lần nữa xin được cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo, xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin được cảm ơn hai bạn thí sinh.